Thuốc kháng sinh là loại thuốc dùng để chống nhiễm trùng do vi khuẩn bằng cách tiêu diệt hoặc làm giảm sự phát triển của vi khuẩn. Kháng sinh lần đầu tiên được biết đến vào năm 1928. Trước khi thuốc kháng sinh ra đời, có 30% số ca tử vong là do nhiễm khuẩn. Nhờ thuốc kháng sinh, nhiều bệnh nhiễm trùng gây ra từ những ca tử vong trước đây có thể chữa được. Ngày nay, thuốc kháng sinh vẫn là loại thuốc thông dụng được dùng để điều trị những bệnh lý nhiễm trùng khác nhau. Trong chương trình Cẩm nang gia đình 4.0 ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu kiến thức cơ bản, cách sử dụng kháng sinh để loại thuốc này phát huy tác dụng hiệu quả nhất. Tôi là người chăm sóc sức khỏe cho cả gia đình, con cái những lúc ốm đau. Và tôi là người thường xuyên đi mua thuốc. Trong đó những loại thuốc tôi mua nhiều nhất là thuốc kháng sinh. Và trong nhà tôi lúc nào tôi cũng dự trữ thuốc. Ốm đau là điều không thể tránh khỏi đối với con người. Bản thân cô khi ốm đau, cô cũng phải sử dụng đến thuốc. Nhưng đặc biệt dùng nhiều nhất là thuốc kháng sinh. Nhưng tuy nhiên không phải thuốc nào cũng giống thuốc nào. Nên điều cô quan tâm nhất đó là cách sử dụng thuốc và cách bảo quản thuốc là như thế nào cho đúng, cho đủ liều lượng để đảm bảo cho cái việc mình sử dụng thuốc được tốt hơn. Kháng sinh có lẽ là một loại thuốc rất là phổ biến với người dân Việt Nam. Trung bình thì cứ khoảng 4 người bệnh vào nhà thuốc mua thuốc thì sẽ có một người bệnh có mua thuốc kháng sinh. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều người bệnh chưa biết cách sử dụng thuốc kháng sinh làm sao cho hợp lý, dẫn đến tình trạng bệnh không thuyên giảm, kháng kháng sinh hoặc các tác dụng không mong muốn khác. Thuốc kháng sinh là thuốc dùng để điều trị các bệnh lý về nhiễm trùng. Ngày trước thì các bệnh lý nhiễm trùng điều trị đang còn rất là đơn giản. Ví dụ như với nhiễm khuẩn hô hấp thông thường thì chỉ với penicillin hay là cephalosporin thế hệ 1 thì đã có thể cho đáp ứng rồi. Tuy nhiên ngày nay thì các vi khuẩn hay gây bệnh trên nhiễm khuẩn hô hấp như là phế cầu hay là Haemophilus influenza hay là Molassera catarrhalis thì đều cho tỷ lệ đề kháng khá là cao với những kháng sinh mà chúng ta hay dùng. Vậy vì sao lại dẫn đến tình trạng như vậy? Thì học thuyết tiến hóa của Darwin từ thế kỷ 19 đã chỉ ra rằng nếu chúng ta sử dụng kháng sinh nhưng sử dụng để diệt vi khuẩn không đúng, không đủ liều hay không đủ thời gian, vi khuẩn chưa chết hết thì có thể tạo ra những gen đột biến kháng kháng sinh và nhân lên gây bệnh trở lại. Quá trình này gọi là quá trình chọn lọc đề kháng. Và như vậy thì bệnh lúc này sử dụng kháng sinh cũ không còn có hiệu quả nữa. Lưu ý khi sử dụng kháng sinh. Người bệnh chỉ sử dụng kháng sinh khi có nhiễm khuẩn. Sốt, đau là một trong các dấu hiệu thường gặp trong nhiễm khuẩn. Khi nhiễm khuẩn ở vị trí trong cơ thể, để khẳng định được nhiễm khuẩn cần dựa vào các xét nghiệm bổ trợ liên quan như phết họng tìm liên cầu, kháng thể kháng liên cầu trong viêm họng, công thức máu xem bạch cầu, đặc biệt là bạch cầu trung tính thế nào, procalcitonin trong máu có tăng không, CRP có tăng không. Đó là lý do chúng ta nên đi đến các bệnh viện hoặc phòng khám để chẩn đoán chính xác trước khi sử dụng kháng sinh. Ngoài nguyên tắc về chỉ sử dụng kháng sinh khi có nhiễm khuẩn thì còn có một số nguyên tắc khác như là sử dụng kháng sinh hợp lý, sử dụng đúng liều, đúng cách và đủ thời gian hay phối hợp kháng sinh. Ở đây thì tôi muốn nhắc tới các quý vị và các bạn một điều rằng không phải cứ sử dụng kháng sinh đắt tiền, kháng sinh thế hệ cao hay kháng sinh mạnh là hợp lý. Ví dụ như với nhiễm khuẩn hô hấp thông thường thì lựa chọn cephalosporin thế hệ 2 lại là hợp lý hơn là thế hệ 3. Mặc dù thế hệ 3 thì cho phổ tác dụng rộng hơn, tuy nhiên thì lại chỉ chủ yếu trên gram âm, mà các vi khuẩn gây bệnh chủ yếu trên nhiễm khuẩn hô hấp lại là gram dương. Chỉ có số ít là gram âm thôi, khi đấy chúng ta mới phải sử dụng đến các kháng sinh mạnh hơn. Một lưu ý quan trọng, khi chúng ta đi khám bác sĩ, chúng ta hãy báo với các bác sĩ về các bệnh chúng ta đang mắc kèm hoặc những các thuốc đang sử dụng đồng thời để có thể sử dụng kháng sinh một cách hợp lý, tránh những tương tác thuốc bất lợi có thể xảy ra. Sử dụng kháng sinh, chúng ta không được dùng thử, cũng không giảm liều từ từ hay tăng liều từ từ, cũng không sử dụng ngắt quãng, mà dùng phải dùng liên tục. Thời gian điều trị trung bình cho một nhiễm khuẩn hô hấp thông thường là từ 7 đến 10 ngày. Tuy nhiên, nếu sử dụng từ 3 đến 5 ngày mà không thấy thuyên giảm các triệu chứng bệnh, chúng ta có thể báo ngay cho bác sĩ để có thể cân nhắc đổi kháng sinh. Mỗi khi mà ốm đau thì trước tiên là đến bác sĩ thăm khám. Sau đó thì tôi cũng lựa chọn một vài nhà thuốc có uy tín. Và mỗi khi tôi đến thì tôi hỏi dược sĩ rất chi là kỹ và được các bạn ấy tư vấn cho về cách sử dụng thuốc và cách bảo quản thuốc và giờ nào uống thuốc là tốt nhất. Và đến đây thì tôi rất chi là tự tin để lựa chọn được những cái sản phẩm tốt, để tránh được những cái thuốc mà giả và kém chất lượng, để không ảnh hưởng đến sức khỏe của tôi và gia đình tôi. Cho nên là đến đây thì tôi rất là yên tâm. Về một số các tác dụng phụ thường gặp khi sử dụng kháng sinh, chủ yếu là trên đường tiêu hóa như là rối loạn tiêu hóa hay là tiêu chảy. Nguyên nhân là do kháng sinh của chúng ta sử dụng
tiêu diệt vi khuẩn thì diệt luôn cả những vi khuẩn chí có lợi trong đường tiêu hóa, dẫn đến mất cân bằng hệ vi sinh. Cách xử trí, chúng ta có thể sử dụng thêm một số các men tiêu hóa có chứa các vi sinh vật có lợi như là Saccharomyces boulardii. Một lưu ý khác, một số kháng sinh có thể gây kích ứng nhu động ruột thì chúng ta nên sử dụng cùng với bữa ăn để giảm các tác dụng phụ này. Hoặc một số kháng sinh khác thì lại dùng bị giảm hấp thu khi sử dụng cùng với bữa ăn thì chúng ta nên sử dụng cách xa bữa ăn. Về vấn đề này, chúng ta hãy hỏi thật kỹ các dược sĩ tại nhà thuốc để có được sự tư vấn đầy đủ. Một lưu ý quan trọng khi sử dụng kháng sinh, nếu gặp các tình trạng bệnh như là nôn, buồn nôn hay là dị ứng, nổi mẩn ngứa, sốt, đau quặn bụng, vân vân thì hãy báo ngay cho bác sĩ và dừng sử dụng thuốc đang sử dụng. Tránh tự ý sử dụng các thuốc như là loperamide để cầm tiêu chảy hoặc là giảm nhu động ruột vì sẽ làm chậm thải kháng sinh ra ngoài cơ thể gây nặng hơn tình trạng bệnh. Bất cứ loại thuốc nào, nơi cất thuốc lý tưởng nhất là nơi khô mát, trừ những thuốc bắt buộc phải để trong tủ lạnh theo chỉ dẫn của nhà sản xuất. Trong những ngày nóng đực, nhiệt độ ở nơi bảo quản thuốc có thể tăng lên cao hơn 30 độ C, làm thuốc bị thay đổi lý tính, hóa tính, làm giảm tác dụng thuốc. Vì vậy, tránh để thuốc ở nơi có ánh nắng trực tiếp. Tốt nhất, mỗi nhà nên thiết kế một tủ thuốc gia đình đặt ở nơi khô mát và có khóa nhằm tránh sự nghịch phá của trẻ nhỏ. Với những hướng dẫn của chương trình tuần này, hy vọng quý vị và các bạn có thể sử dụng thuốc kháng sinh một cách phù hợp và hiệu quả nhất. Đau mỏi vai gáy, thoái hóa cột sống, hãy đến với dưỡng sinh Hồng Kông, lô 3 biệt thự 1 Lô Bắc Ga, thành phố Thanh Hóa. Với hệ thống máy ngũ hành hàng đầu và các liệu trình trị liệu như chải lửa ngư y, đả thông kinh lạc, gội đầu dưỡng sinh, chăm sóc gan thận. Sở hữu không gian sang trọng, dịch vụ chăm sóc từ tâm, đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, dưỡng sinh Hồng Kông sẽ chăm sóc sức khỏe của bạn một cách toàn diện. Dưỡng sinh Hồng Kông, đánh thức thanh xuân của bạn. Hotline 0974646868. Tọa lạc tại số 3 Phan Chu Trinh, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, nhà sách Việt Lý có kiến trúc đẹp quy mô 8 tầng đối diện với quảng trường Lam Sơn. Tầng 1, 2, 3 là trung tâm bán buôn bán lẻ sách giáo khoa, sách tham khảo, sách đời sống, đồ dùng học sinh, văn phòng phẩm lớn nhất thành phố Thanh Hóa. Tầng 4, 5, 6 là khu vui chơi trong nhà hoành tráng với nhiều trò chơi hấp dẫn bổ ích dành cho hàng ngàn trẻ em yêu thích đến vui chơi hàng ngày. Nhà sách Việt Lý số 3 Phan Chu Trinh, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa. Nhà sách Việt Lý vì lợi ích trăm năm. Tọa lạc tại khu đô thị Ngôi Sao, thị trấn Thọ Xuân, chợ đầu mối Thọ Xuân với gần 400 điểm kinh doanh, bán buôn bán lẻ đa dạng các mặt hàng nông sản, thực phẩm, thời trang, mỹ phẩm, ẩm thực. Đặc biệt ngày 9 tháng 4, ban quản lý sẽ chính thức khai trương trung tâm nông sản thực phẩm, bán buôn các mặt hàng trái cây, rau củ quả, hàng khô, hàng đông lạnh, hàng hải sản, gia súc, gia cầm với số lượng lớn, giá cả cạnh tranh. Nhân dịp khai trương, ban quản lý chợ đầu mối Thọ Xuân sẽ hỗ trợ tiền bến bãi, tiền bốc xếp và tiền dầu cho các nhà xe. Chợ họp tất cả các ngày trong tháng. Điện thoại 0915 974 586, 0888 591 236.